Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 3. Phẩm Dược Thảo Dụ thứ 5. Dược là thuốc trị bệnh, thảo là thảo mộc, cũng dụ cho chúng sinh thế tục. Nếu có bệnh thì giáo pháp của Như Lai là thuốc, quán sát căn cơ nói pháp, tùy theo bệnh mà cho thuốc. Cần phải có căn cơ và giáo pháp tương ưng thì thuốc chữa trị mới hay. Cho nên phẩm này Đức Phật dùng cỏ thuốc làm ví dụ chữa trị bệnh thân và tâm của chúng sanh. Kinh văn: Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo ngài Maha Ca Diếp và các vị đại đệ tử: Lành thay, lành thay, Ca Diếp khéo nói công đức chân thật của Như Lai đúng như lời các ông vừa nói. Như Lai còn có vô lượng vô biên A Tăng Kỳ công đức, dù các ông trải qua vô lượng ức kiếp nói cũng không hết được. Giảng giải: Lúc đó Đức Phật bảo ngài Ca Diếp và các vị đệ tử trong pháp hội: Lành thay, lành thay, Ca Diếp nói thật là hay. Ông thật lãnh hội được tâm ý của Như Lai, pháp của Như Lai nói, đạo lý của ông nói tự hào chẳng sai. Như Lai chẳng có bờ mé, A Tăng Kỳ vô lượng số, mà công đức của Phật cũng vô lượng vô biên. Dù các ông có trải qua vô lượng ức kiếp nói cũng chẳng bao giờ hết được. Các ông hàng ngày giảng nói cũng không nói hết được công đức này. Kinh văn: Ca Diếp nên biết, Như Lai là vua của các pháp, nếu có nói ra lời gì đều không hư vọng. Trong tất cả các pháp, Phật đều dùng trí huệ phương tiện mà diễn nói. Pháp của Phật nói ra thấy đều đến nơi nhất thiết trí. Giảng giải: Ca Diếp, ông nên biết, Như Lai là vua của tất cả các pháp, pháp của Như Lai nói đều là pháp chân thật không hư. Tất cả pháp bao quát đại thừa, nhị thừa và tam thừa. Đại thừa là Phật thừa, nhị thừa là Thanh Văn Duyên Giác thừa, tam thừa là Bồ Tát thừa. Như Lai đều khéo léo dùng phương tiện diễn nói diệu pháp, đều dùng trí huệ Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí để nói pháp. Kinh văn: Như Lai quán sát biết được chỗ quy về của tất cả các pháp, cũng biết được tâm lý trong thâm tâm của tất cả chúng sinh, thông đạt vô ngại và thấu rõ rốt ráo hết các pháp, mở bày nhất thiết trí huệ cho chúng sinh. Giảng giải: Phật có ba thân, bốn trí, năm nhãn, sáu thông. Ba thân là pháp thân, hóa thân, báo thân. Bốn trí là đại viên cảnh trí, diệu quan sát trí, bình đẳng tính trí, thanh sở tác trí. Năm nhãn là: một, Phật nhãn; hai, Pháp nhãn; ba, Huệ nhãn; bốn, Thiên nhãn; năm, Nhục nhãn. Sáu thông là: một, Thiên nhãn thông; hai, Thiên nhĩ thông; ba, Tha tâm thông; bốn, Túc mạng thông; năm, Thân túc thông; sáu, Lậu tận thông. Như Lai dùng trí huệ quán sát mà biết được tất cả các pháp. Pháp có 84.000 thứ, nếu dùng mỗi một pháp để nói thì phí thời gian lâu dài, cho nên nói tất cả các pháp. Các pháp quy về đâu? Phật nói tất cả các pháp chẳng lìa tất cả tâm. Tất cả pháp sinh ra cũng vì sở hiện của tâm vậy. Do đó Phật mới biết được tâm lý của tất cả chúng sinh. Như trong kinh Kim Cang có nói, chúng sinh có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai đều biết đều thấy. Chúng sinh khởi tâm động niệm, Phật đều thấy rõ như chỉ bàn tay. Chẳng có gì mà không biết, chẳng có gì mà không thấy, thông đạt vô ngại,
mới có thể mở bày nhất thiết trí huệ cho tất cả chúng sinh. Kinh văn: Ca Diếp, ví như núi sông, khe suối, đất đai trong 3.000 đại thiên thế giới, sinh ra cây cối lùm rừng và các cỏ thuốc, bao nhiêu thứ, loại, tên gọi, màu sắc đều khác nhau. Mây dày phủ khắp 3.000 đại thiên thế giới, đồng thời đều mưa xuống như nhau, thấm nhuần hết thảy cây cối lùm rừng và các cỏ thuốc. Cây nhỏ, rễ nhỏ, nhánh nhỏ, lá nhỏ, cây dừa, rễ dừa, nhánh dừa, lá dừa, cây lớn, rễ lớn, nhánh lớn, lá lớn. Các cây lớn nhỏ tùy theo sự lớn, dừa, nhỏ mà hấp thụ khác nhau. Một đám mây mưa xuống mà tùy theo giống loại cây cỏ mà được sinh trưởng, đơm hoa kết trái. Tuy là một mảnh đất sinh ra, một trận mưa thấm nhuần mà các cây cỏ mọi thứ đều có sự khác nhau. Giảng giải: Ca Diếp, ví như 3.000 đại thiên thế giới, một mặt trời mặt trăng, một núi Tu Di, một 4 châu thiên hạ, cộng lại là một thế giới. 1.000 mặt trời mặt trăng, 1.000 núi Tu Di và 1.004 thiên hạ là một tiểu thiên thế giới. 1.000 tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế giới. 1.000 trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới. Vì 3 lần 1.000, cho nên gọi là 3.000 đại thiên thế giới. Ở trong sơn hà đại địa, khe suối, sinh ra các thứ cây cối, hoa cỏ, lùm rừng, đều có tên gọi và màu sắc khác nhau. Trên bầu trời phủ đầy mây dày đặc, che khắp 3.000 đại thiên thế giới đều như nhau. Mưa xuống cũng đều như nhau. Tất cả thân, rễ, cành, lá của cây cối hoa cỏ đều tùy theo giống loại lớn vừa nhỏ mà hấp thụ lượng nước khác nhau. Thân, rễ, cành, lá lớn thì hấp thụ nhiều. Thân, rễ, cành, lá vừa thì hấp thụ ít hơn. Thân, rễ, cành, lá nhỏ thì hấp thụ càng ít hơn. Đây cũng là phẩm ví dụ phân biệt lớn vừa nhỏ. Tất cả cây cỏ vốn từ một mảnh đất sinh ra lớn lên mà mưa xuống cũng một lượng nước giống nhau. Song vì thân rễ cây lớn, cây dừa, cây nhỏ nên sức hấp thụ lượng nước đều khác nhau. Song vẫn lớn lên đơm hoa kết quả như nhau. Đó là Phật ví dụ căn cơ của chúng sinh. Tất cả cây cối hoa cỏ lùm rừng có phân ra lớn, dừa và nhỏ. Kinh văn: Ca Diếp nên biết, Như Lai cũng lại như thế, xuất hiện ra đời như vần mây lớn, dùng âm thanh lớn giang khắp thế giới trời người A-tu-la. Như vần mây lớn kia che khắp 3.000 đại thiên thế giới, ở trong đại chúng mà xướng lời này: Ta là Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Người chưa được độ thì khiến cho được độ, người chưa hiểu thì khiến cho được hiểu, người chưa an thì khiến cho được an, người chưa được niết bàn thì khiến cho được niết bàn. Đời này đời sau Phật đều biết đúng như thật. Ta là bậc nhất thiết trí, bậc thấy tất cả, bậc biết đạo, bậc khai mở đạo, bậc thuyết đạo. Các ông trời người A-tu-la đều nên đến đây để nghe pháp. Giảng giải: Ca Diếp, ông nên biết, Như Lai cũng như thế. Ta xuất hiện ra đời giống như dần mây lớn hiện ra đời, vì đại sự nhân duyên giáo hóa chúng sinh mới xuất hiện ra đời. Do đó, dùng tiếng pháp âm lớn nhất vang khắp,
nói với thế gian, trời, người, Atula, pháp của ta nói như vần mây lớn, che khắp 3.000 đại thiên thế giới. Ở trước mọi người nói, ta là Như Lai. Tại sao Phật vẫn còn có cái ta? Kỳ thật, nếu minh bạch được Như Lai, thì chẳng có cái ta. Như Lai tức là ngồi đạo như thật, lại thành chánh giác. Dĩ như lúc giảng kinh, người thông minh thì nhớ nhiều nhất, người trung bình thì nhớ ít hơn một chút, người ngu si thì nhớ rất ít. Cũng như trời mưa xuống, tùy theo cây cối hoa cỏ lớn nhỏ khác nhau, nên hấp thụ lượng nước cũng khác nhau. Đồng lý ấy, bậc trí huệ cao thì được huệ nhiều một chút, kẻ trí huệ ít thì được ít huệ. Mọi người đều đang nghe kinh, song trình độ hiểu biết đạo lý chẳng giống nhau. Có người nghe rồi thì biết những cây cối hoa cỏ này là ví dụ cho người, hoặc có người biết mưa xuống hoặc mây dày phủ văn là chỉ Phật đang nói pháp. Nếu chẳng hiểu thì sẽ nói, tôi chẳng hiểu chút nào, sao cứ nói nào là cây cối hoa cỏ. Nếu biết mình một chút cũng chẳng minh bạch, tức là có một sự biết mình chẳng minh bạch, tức cũng là đang bắt đầu đi trên con đường minh bạch. Nhất là người chưa nghe qua Phật pháp, khi nghe lần đầu tiên thì chắc chắn chẳng hiểu. Song nếu biết mình không minh bạch, đó là đã minh bạch một chút. Hôm nay một chút, ngày mai một chút, từng chút tích lũy dần dần sẽ tụ ít thành nhiều. Như Lai còn có 10 ý nghĩa khác. 1. Ứng cúng, đáng tiếp nhận sự cúng dường. 2. Chánh biến tri, biết dạng pháp duy tâm là chánh tri, biết tâm sinh dạng pháp là biến tri. 3. Minh hạnh túc, có trí huệ quang minh, tu hành đến quả vị viên mãn. 4. Thiện thệ, đã đi đến nơi tốt lành. 5. Thế gian giải, trên thế gian chẳng có ai hiểu biết hơn Ngài. 6. Vô thượng sĩ, chẳng có ai cao hơn Ngài. 7. Điều ngự trưởng phu, bậc đại trưởng phu điều phục và chế ngự được tất cả chúng sinh. 8. Thiên nhân sư, thầy của chư thiên và loài người. 9. Phật. 10. Thế tôn, là bậc tôn kính ở thế gian và xuất thế gian. Cho nên Phật có đủ thứ nhân duyên công đức, hay khiến cho người chưa được độ thì được độ, độ họ đến chỗ chẳng còn thị phi tốt xấu, thiện ác sinh tử. Đồng thời cũng khiến cho người không an lạc thì được an lạc, khiến cho người chưa được niết bàn thì được thường lạc ngã tịnh, vui tịch diệt. Đối với đời này, đời sau và tất cả, ta đều thấu rõ biết được chân thật, thấy được mà còn biết khai ngộ tu đạo, giảng kinh thuyết pháp, khai diễn đủ thứ pháp môn tu hành. Các ông trời, người, Atula đều nên đến đây để nghe kinh, nghe pháp. Đồng lý ấy, tại pháp hội nghe kinh này, ngoài các vị ra, còn có Thiên Long Bát Bộ. Nếu bạn đã khai mở ngũ nhãn lục thông thì sẽ nhìn thấy rất rõ ràng. Kinh văn: bấy giờ có vô số ngàn vạn ức loại chúng sinh đều đến chỗ Đức Phật để nghe pháp. Lúc đó, Đức Như Lai quán sát các căn lợi độn, tinh tấn hay giải đãi của các chúng sinh đó, tùy theo sự kham nhận của họ mà vì họ nói pháp đủ thứ vô lượng, đều khiến cho họ vui mừng, mau được lợi lành. Các chúng sinh đó nghe pháp đó rồi, hiện thời được yên ổn, đời sau sinh vào chỗ tốt lành, được thọ hưởng niềm vui trong đạo, cũng được nghe pháp. Nghe pháp rồi lìa được các chướng ngại, ở trong các pháp tùy theo sức của mình kham được, dần dần được vào đạo. Giảng giải: lúc đó có vô số ngàn vạn ức loài chúng sinh đến pháp hội này nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa.
Đức Như Lai quan sát tỉ mỉ nhân duyên của chúng sinh, biết họ có rất nhiều căn cơ. Có người lợi căn rất thông minh, cũng có những người ngu si ám độn. Có những người dũng mãnh tinh tấn, cũng có người lười biếng giải đãi. Do đó, Phật vì người tinh tấn nói pháp tinh tấn, vì người giải đãi nói pháp giải đãi, khiến cho họ nỗ lực tiến tới, tùy thuận căn tính của họ. Đáng tiếp thọ pháp gì thì nói pháp đó, nếu không thể tiếp thọ thì chẳng gì họ nói pháp này. Cho nên ban đầu Phật chẳng nói thật pháp, chỉ nói quyền pháp, dùng đủ thứ vô lượng pháp môn, vì vô lượng loài chúng sinh mà nói. Mục đích khiến cho chúng sinh vui mừng tin nhận thọ trì. Do sự thích nghe pháp mà dần dần sẽ đi trên con đường của Phật tu học, sẽ nhanh chóng đắc được lợi ích. Chúng sinh nghe pháp rồi, hiện đời được yên ổn, đời sau được sinh về cõi trời, hoặc sinh vào chỗ giàu sang ở nhân gian. Đời đời kiếp kiếp có thể nghe pháp. Tu Phật đạo đắc được đủ thứ khoái lạc, cũng chỉ có nghe Phật pháp mới thấu rõ lý, mới lìa được đủ thứ phiền não chướng ngại. Như vậy rất dễ dàng tùy sức của mỗi người mà vào đạo. Đạo là giai đoạn khai ngộ, dần dần đạt đến được quả vị liễu sinh thoát tử. Kinh văn: như dần mây lớn đó, mưa xuống khắp tất cả cây cối lùm rừng và các cỏ thuốc. Tùy theo giống loài mà thấm nhuần đầy đủ đều được lớn lên. Như Lai nói pháp, một tướng một vị, đó là tướng giải thoát, tướng lìa khổ, tướng sinh diệt, rốt ráo đến nơi nhất thiết chủng trí. Nếu có chúng sinh nào nghe được pháp của Như Lai nói, hoặc thọ trì đọc tụng, theo lời nói mà tu hành thì sẽ được công đức, tự mình chẳng hay biết. Tại sao? Vì chỉ có Như Lai mới biết được chủng tử sắc tướng thể tính của chúng sinh đó. Nghĩ việc gì, niệm việc gì, tu việc gì, nghĩ thế nào, nhớ thế nào, tu thế nào. Dùng pháp gì để nghĩ, dùng pháp gì để nhớ, dùng pháp gì để tu, dùng pháp gì được pháp gì. Chúng sinh trụ đủ thứ các bậc, chỉ có Như Lai thấy được như thật, thấu rõ chẳng có chướng ngại. Giảng giải: Phật nói pháp giống như dần mây mưa xuống. Cây cối hoa cỏ lùm rừng là chỉ tất cả chúng sinh. Tất cả chúng sinh gồm có Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, trời, người, A-tu-la, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Tùy theo chủng tính khác nhau của họ mà thuyết pháp, khiến cho họ được sinh trưởng. Giống như trời mưa xuống, thấm nhuần đầy đủ, cây cối cỏ thuốc đều được lớn lên. Phật nói pháp là một tướng, một vị. Một tướng là chân như thật tướng của tất cả chúng sinh. Chân tướng tức là nhất địa. Đã chứng được chân lý nhất thừa gọi là nhất vị. Tất cả chúng sinh chưa giải thoát đều khiến cho họ được giải thoát. Chúng sinh chưa sinh trưởng thì khiến cho họ sinh trưởng. Chúng sinh đã được sinh trưởng thì khiến cho được giải thoát, lìa khỏi tướng khổ não, tướng sinh diệt. Đắc được trí huệ của Phật tức cũng là nhất thiết chủng trí. Giả như có loại chúng sinh nghe Phật pháp rồi bèn y theo pháp tu hành, thì Phật dạy họ tu như thế nào? Phật pháp là đại đồng tiểu dị. Giống như chúng ta hiện nay nghe pháp, công đức và quả báo đắc được không thể nghĩ bàn. Song chính mình chẳng biết. Tại sao chỉ có Đức Như Lai mới biết bốn pháp của loại chúng sinh này? Chủng tướng thể tính. Chủng là chủng tử bổn thân của chúng sinh. Chủng tử này có thể gieo trồng vào một trong 10 pháp giới nào bất cứ, hoặc hạt giống Phật, hạt giống Bồ Đề, hạt giống Duyên Giác, hạt giống Thanh Văn, hạt giống Chư Thiên, hạt giống loài người, hạt giống địa ngục,
hạt giống ngạ quỷ, hạt giống súc sinh. Tướng là pháp bên ngoài, cũng là sắc. Thể là chủ thể, trong thân thể có chủ thể. Tính là đối bên trong mà nói, tức là bốn pháp này. Ba pháp là pháp nghe, pháp suy nghĩ, pháp tu, còn gọi là văn tư tu. Văn huệ tức là nghe kinh, nghe pháp nhiều lần, thì sau đó trong sự bất tri bất giác sinh ra trí huệ. Nếu chẳng nghe pháp thì dù người thông minh thế nào cũng chẳng hiểu, đừng nói đến khai mở trí huệ. Tư huệ tức là đã tọa tham thiền, dùng tư duy huệ tu tập. Thiền na dịch là tỉnh lự, tẩy sạch niệm lự cho thanh tịnh thì sẽ phát huệ. Con người trước hết phải có văn huệ, sau đó mới phát tư huệ. Phải đạo thì tiến, trái đạo thì lùi. Tư tưởng sáng suốt thì phải dụng công tu hành. Sớm cũng suy gẫm, tối cũng suy gẫm, sớm tối đều phải dũng mãnh tinh tấn tu hành. Song phải dùng trí huệ để tu, đừng có tu đuôi luyện mù. Mọi người tiến tới con đường Phật đạo, còn bạn thì ngược lại chạy hướng khác. Hai pháp là nhân quả. Một pháp là pháp nhất thiết đạo chủng trí, là chân thật trí, tức cũng là một thật tướng. Niệm việc gì? Dùng tâm niệm, niệm việc Phật. Nghĩ việc gì? Nghĩ việc Pháp. Tu việc gì? Tu việc Tăng. Thế thì làm thế nào để nhớ nghĩ tu Phật, Pháp, Tăng? Tức là từ từ, mỗi phút mỗi giây cũng không sao quên được Phật, Pháp, Tăng. Trên phương diện tư tưởng, phải bình tâm tịnh khí, không khởi vọng tưởng, suy gẫm đạo lý Phật, Pháp, Tăng, tinh tấn tu hành. Dùng pháp gì niệm? Dùng chánh pháp niệm. Dùng pháp gì nghĩ? Dùng chánh pháp nghĩ. Ai dùng pháp gì tu thì được pháp đó. Dùng Phật pháp thì được pháp của Phật. Dùng ma pháp thì được pháp của ma. Trồng nhân gì thì được quả đó. Nhân như vậy, quả như vậy. Thế mà chúng sinh gặp đủ thứ cảnh giới mà không tự biết được. Chỉ có Phật thấy như thật, triệt để thấu hiểu chúng sinh bậc thượng trung hạ. Thấu suốt thủy chung trong ngoài tất cả sinh tử. Thế mà chúng ta, chúng sinh minh bạch sinh mà chẳng hiểu rõ tử. Minh bạch tử mà chẳng minh bạch sinh. Chẳng biết bắt đầu cũng chẳng biết điểm cuối, vì chẳng thấu suốt mới có chướng ngại. Chỉ có Phật mới chân chánh thấu suốt, chẳng có gì chướng ngại. Do đó có bài kệ rằng: nguyện tiêu ba chướng dứt phiền não, nguyện được trí huệ hiểu chân thật, nguyện khắp tai chướng đều tiêu trừ, đời đời thường hành Bồ Tát đạo. Ba chướng là nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Ý của bài kệ này là nguyện tất cả tai chướng khắp thế giới như động đất, nạn gió, nạn nước, nạn hạn hán, nạn lửa, vân vân đều tiêu trừ. Lại nguyện đời đời kiếp kiếp đều tu Bồ Tát đạo. Kinh văn: như các cây cối lùm rừng cỏ thuốc kia, chẳng tự biết tính thượng trung hạ. Như Lai biết pháp một tướng, một vị, đó là tướng giải thoát. Tướng lìa khổ, tướng sinh diệt, tướng rốt ráo niết bàn thường tịch diệt. Cuối cùng trở về không, Phật biết vậy rồi, bèn quán tâm mong muốn của chúng sinh, mà dìu dắt họ, cho nên chẳng gì họ vội nói nhất thiết chủng trí. Ca Diếp: các ông rất là hy hữu, biết Như Lai tùy nghi nói pháp hay tin nhận thọ trì. Tại sao? Vì chư Phật Thế Tôn tùy nghi nói pháp, khó hiểu khó biết. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng:
giảng giải. Tất cả chúng sinh đắc được sự thấm nhuần mưa pháp của Phật mà chẳng tự biết. Đây cũng giống như cây cối lùm rừng, hoa cỏ, cỏ thuốc, chẳng biết tính chất của mình có phân ra thượng trung hạ. Đức Như Lai biết tâm tính của chúng sinh vốn đầy đủ tướng chân như. Pháp một vị cùng tu hành chứng được diệu lý, gọi là pháp một vị. Tướng giải thoát, bổn lai cũng chẳng có tướng giải thoát, chẳng lìa tướng, chẳng diệt tướng, chỉ vì chúng sinh có chấp trước mới nói có tướng giải thoát. Tất nhiên, lìa tướng sao còn có tướng? Tóm lại, quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng. Một pháp cũng chẳng tồn tại, mới được rốt ráo niết bàn thường lạc ngã tịnh. Tức là tướng thường tịch diệt, cho đến một cái việc cũng chẳng có. Cũng là tướng không, cho đến không cũng chẳng có. Phật biết tất cả tướng này vốn chẳng có pháp có thể nói, vô tướng khả đắc. Song trong tâm chúng sinh còn có tham dục, nếu ban đầu đối với họ nói gì cũng chẳng có, một pháp chẳng lập, vạn pháp đều không, thì chúng sinh sẽ không tin, mà còn phỉ báng Phật pháp. Phật quán sát tâm của chúng sinh, họ có rất nhiều tập khí mau bệnh, muốn cho họ từ từ trừ khử tập khí thì họ mới tin. Nếu muốn họ một phen trừ khử đi nhiều mau bệnh tập khí để trở về không thì không thể nào được. Cho nên, một mặt vì hộ trì Phật pháp, mặt kia cũng không để cho họ sinh tâm phỉ báng. Do đó, Phật chẳng vội vàng nói liền pháp nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chủng trí là thật tướng bát nhã. Phật thấy căn tính của chúng sinh chưa thành thục nên chẳng nói thật tướng bát nhã. Phật nói, Ca Diếp, các ông hàng thanh văn rất là hy hữu. Tại sao? Vì các ông hiểu được Phật tùy theo cơ nghi, căn tính, nhân quả của chúng sinh mà vì họ nói pháp, khiến cho tất cả chúng sinh tin nhận lãnh thọ. Vì pháp của Phật nói là diệu pháp thù thắng vô thượng, song chẳng dễ gì minh bạch, cũng chẳng dễ gì hiểu được. Cho nên Phật dùng tâm đại từ bi thuật lại nghĩa lý ở trên, bèn dùng kệ để nói. Kinh văn: Pháp dương phá các cõi, xuất hiện ra nơi đời, tùy sở thích chúng sinh, nói đủ thứ diệu pháp. Giảng giải: Phá các cõi là hữu. Hữu là gì? Nhân quả chẳng mất là hữu. Phật có thể phá được nhân quả. Trước kia nhân quả của bạn trồng, lúc bạn học Phật rồi thì có thể dừng lại. Trồng nhân lành được quả lành, trồng nhân ác được quả ác. Tại cảnh giới của chúng sinh mà nói thì nhân quả đều là hữu. Thành Phật quả rồi thì siêu việt được nhân quả. Song đây tuyệt đối chẳng phải bác vô nhân quả. Phật đã vượt ra phá các cõi. Pháp Vương là vua của các pháp, cũng là vua thuyết pháp. Tương lai các bạn xuất gia thuyết pháp cũng phải giống như vua của các pháp. Học âm thanh bát âm tứ biết của Phật. Bây giờ giảng kinh thuyết pháp cũng là thay thế vua của các pháp thuyết pháp. Phật là vì phá ngã mà xuất hiện ra đời, song vẫn phải tùy sở thích của chúng sinh. Trước hết phải khiến cho họ hoan hỷ, sau mới nói đủ thứ pháp. Pháp của Phật nói được phân ra 5 thời 8 giáo. 5 thời là: 1. Thời Hoa Nghiêm. 2. Thời A Hàm. 3. Thời Phương Đẳng. 4. Thời Bát Nhã. 5. Thời Pháp Hoa Niết Bàn. 8 giáo là: Tạng, Thông, Biệt, Duyên, Đốn, Tiệm, Mật, Bất Định Giáo. Kinh văn: Đức Như Lai tôn trọng, trí huệ rất sâu xa, lâu chẳng nói pháp này, không vội vàng nói ra. Giảng giải:
Đức Như Lai tôn trọng thật tướng Bát Nhã, tức cũng là cung kính hộ trì Bát Nhã. Bát Nhã là Bát Nhã của chúng sinh, vì Bát Nhã thật tướng này quá cao sâu, rộng lớn, chẳng đối cơ với một số hạng người tiểu thừa, cho nên không thể vì họ nói Pháp Đại Thừa. Cho nên, từ thời Hoa Nghiêm đến thời Pháp Hoa Niết Bàn, trải qua hơn 30 năm, mà Phật chẳng nói thật giáo, chỉ nói quyền giáo. Thật giáo là thật tướng Bát Nhã, chỉ một Phật thừa, chứ chẳng có thừa nào khác. Đạo lý này rất lâu cũng không nói. Vì sao không nói? Vì chúng sinh chẳng những không tin mà còn phỉ báng. Vì đây là pháp môn thù thắng, tạm thời chẳng nói. Đủ thấy Phật đầy đủ sức nhẫn nại. Kinh văn: người trí nếu nghe được, bèn sinh tâm tin hiểu. Kẻ vô trí nghi hoặc, vĩnh viễn mất giống Phật. Giảng giải: chúng sinh nào có trí huệ nghe được diệu pháp này rồi thì sinh tâm tin nhận, biết đây là pháp đại thừa thì họ sẽ khai ngộ. Song đối với kẻ vô trí mà nói thật pháp thì họ sẽ sinh nghi hoặc. Họ bảo pháp thật là pháp giả. Trong Phật giáo đại thừa, người vốn vô vật cũng chẳng cần giải nói. Vốn chẳng có tướng hợp, tự nhiên cũng chẳng có tướng lìa. Vốn chẳng có tướng sinh, cũng chẳng có tướng diệt. Nếu đối với kẻ vô trí mà nói các pháp đều là không, không, có phải gì cũng là không chăng? Chẳng có gì để học chăng? Một khi họ sinh ra tâm nghi hoặc thì đoạn trừ hạt giống đại thừa, tức cũng là đoạn hạt giống Phật, cũng là đoạn hạt giống chúng sinh. Cho nên nói là vĩnh viễn mất giống Phật. Kinh văn: do đó này Ca Diếp, tùy sức họ nói pháp, dùng đủ thứ nhân duyên khiến họ được chánh kiến. Giảng giải: vì cớ đó này Ca Diếp, ông phải minh bạch Phật tùy theo phương tiện thiện xảo nói pháp, dùng đủ thứ pháp, đủ thứ duyên, khiến cho chúng sinh được chánh tri chánh kiến, chẳng sinh tà kiến. Kinh văn: Ca Diếp, ông nên biết, ví như dần mây lớn nổi lên trong thế gian, che phủ khắp tất cả. Giảng giải: Ca Diếp, các ông đều phải biết, Như Lai nói pháp giống như dần mây lớn xuất hiện nơi thế gian, ở trong hư không che lấp tất cả 3000 đại thiên thế giới. Kinh văn: mây trí huệ đượm nhuần, ánh chớp sáng chói lòa, tiếng sấm vang động xa, khiến chúng sinh vui đẹp. Giảng giải: dần mây lớn này là dần mây trí huệ, lượng mưa đượm nhuần tất cả tâm chúng sinh. Quang minh Phật giáo như ánh chớp chiếu sáng, âm thanh Phật thuyết pháp như tiếng sấm chấn động, khiến cho trong tâm của chúng sinh vui đẹp. Kinh văn: nhật quang bị che lấp, trên mặt đất mát mẻ, mây giăng phủ mù mịt, như có thể nắm lấy. Giảng giải: trí huệ quang minh của Phật che lấp 95 thứ tà quang của ngoại đạo. Phật lại dùng trí huệ mát mẻ phá 96 thứ phiền não trên thế gian. Mây che giăng mù mịt, đám mây rất dày, tựa như có thể dùng tay nắm bắt được. Kinh văn: trận mưa lớn nhuận khắp, đều xối xuống bốn phương, nước chảy tuôn vô lượng, thấm ngầm vào lòng đất. Giảng giải: trận mưa này đượm nhuần tất cả, bốn phương đều mưa xuống vô số lượng nước mưa, khắp lòng đất đều có nước mưa, hết thảy chúng sinh đều đượm nhuần được mưa pháp. Kinh văn: nơi núi sông hang hiểm, chỗ thâm u sinh ra các cây cối cỏ thuốc, đủ thứ cây lớn nhỏ. Giảng giải:
nơi núi sông hang hiểm. Núi dụ cho Đại Bồ Tát, sông chỉ cho đại địa, hang hiểm chỉ nơi nguy hiểm. Chỗ thâm u sinh ra, dụ cho chỗ đen tối sinh ra tất cả thực vật. Tam thảo nhị mộc này, tam thảo chỉ là người, trời, thanh văn, duyên giác thừa. Nhị mộc dụ cho thông giáo và biệt giáo Bồ Tát. Cây nhỏ là chỉ thông giáo Bồ Tát, cây lớn là chỉ biệt giáo Bồ Tát. Kinh văn: trăm giống lúa mộng mạ, các thứ mía và nho, nhờ nước mưa đượm nhuần, thảy đều tốt tươi cả. Giảng giải: lúa mộng mạ là chỉ tất cả chúng sinh, mía là dụ cho thiền định thần thông, nho dụ cho bát nhã, có thể đoạn trừ các hoặc. Mưa đượm nhuần khiến cho cây cối đều tươi tốt. Kinh văn: đất khô khắp thấm nhuần, thuốc cây đều sum suê, dừng mây kia mưa xuống, nước mưa thuần một vị. Giảng giải: đất khô khắp thấm nhuần chỉ cho chúng sinh chẳng nghe pháp, chẳng có căn lành cũng được đượm nhuần. Thuốc cỏ và cây cối đều sum suê, dừng mây kia mưa xuống thuần một vị là chỉ cho một thừa Phật pháp, khiến cho hết thảy chúng sinh đều được đượm nhuần. Kinh văn: các cây cối lùm rừng, tùy theo sự đượm nhuần, tất cả các cây cối bậc thượng trung và hạ. Giảng giải: cây cối và cỏ thuốc tùy theo thân cây lớn nhỏ, tức cũng phân ra bậc thượng thì hấp thụ nước mưa bậc thượng, bậc trung thì hấp thụ nước mưa bậc trung, bậc hạ thì hấp thụ nước mưa bậc hạ. Kinh văn: tùy theo tính lớn nhỏ, thảy đều được lớn lên. Thân gốc rễ, cành lá, hoa quả, đơm đủ màu. Giảng giải: mỗi thứ cây cối, cỏ thuốc đều được sinh trưởng đượm nhuần. Thân gốc rễ, cành lá, nhất là hoa quả, mỗi thứ đều hiển màu sắc của nó, trông rất xinh đẹp, tốt tươi. Kinh văn: một trận mưa rưới xuống, thảy đều được tươi thấm, theo thể tướng của nó, tính phân ra lớn nhỏ, nước đượm nhuần dẫn một. Giảng giải: tùy thể tướng và căn tính của cây cỏ, hoặc lớn hoặc nhỏ, nước mưa rưới xuống vẫn như nhau. Song cây cối mỗi thứ đượm nhuần tùy theo sức hấp thụ của nó. Kinh văn: Đức Phật cũng như thế, xuất hiện ra nơi đời, ví như dần mây lớn che trùm khắp hết thảy, đã xuất hiện ra đời vì tất cả chúng sinh phân biệt và diễn nói thật tướng của các pháp. Giảng giải: Đức Phật cũng như thế, xuất hiện ra nơi đời giống như dần mây lớn che trùm khắp hết thảy, vì chúng sinh diễn nói Phật pháp. Chúng sinh nghe minh bạch thì trừ khử được mau bệnh tập khí, pháp thân trí huệ khai sáng, quang minh hiện ra mà chẳng tự biết. Đức Phật vì người thế gian nói pháp thế gian, vì chư thiên nói pháp chư thiên,
Vì thanh văn, nói pháp thanh văn. Vì duyên giác, nói pháp duyên giác. Vì đại thừa, nói pháp đại thừa. Phân biệt diễn nói là quán căn cơ mà thí giáo. Vì người thuyết pháp tùy theo đủ thứ căn tính khác nhau mà nói đủ thứ Phật pháp, tức là vì thực thí quyền. Trước kia dùng pháp quyền xảo phương tiện đều vì muốn nói giáo nghĩa chân thật cuối cùng. Kinh văn: Đấng đại thánh Thế Tôn, nơi chư thiên loài người, trong tất cả chúng hội mà tuyên nói lời này: Ta là bậc Như Lai, là đứng lưỡng túc tôn, xuất hiện ra nơi đời dường như dần mây lớn, thấm nhuần khắp tất cả những chúng sinh khô khan, đều khiến cho lìa khổ, được yên ổn vui sướng, hưởng sự vui thế gian và sự vui niết bàn. Giảng giải: Đấng đại thánh Thế Tôn, nơi chư thiên loài người, trong tất cả chúng sinh, tuyên nói: Ta là bậc Như Lai đứng lưỡng túc tôn. Lưỡng túc có nghĩa là: một, phước đầy đủ, tu đủ thứ công đức lành; hai, là huệ đầy đủ, có phước cũng phải tu huệ, tu sáu độ, bốn pháp nhiếp, vân vân. Do đó có câu: Tu phước chẳng tu huệ, thân voi mang chuỗi ngọc, tu huệ chẳng tu phước, là hán ôm bát không. Nếu chỉ tu phước mà chẳng tu huệ, tích tụ rất nhiều phước báo, thành con voi lớn, trên thân thể đeo mang chuỗi ngọc quý giá, lại ích gì? Còn ngược lại, chỉ nghe kinh nói pháp, chẳng làm công đức, chẳng làm việc lành, thì tương lai chứng được quả A-la-hán, ôm bình bát đi khất thực, chẳng có ai cúng dường. Hôm nay có cơm ăn, ngày mai chẳng có cơm ăn, thường bị đói khát. Đó là quả báo tu huệ chẳng tu phước. Cho nên Đức Phật phước huệ đều tu, phước đầy đủ, huệ đầy đủ, nên gọi là lưỡng túc tôn, chứ chẳng phải là hai chân. Vì tiếng Tàu lưỡng là hai, túc là chân. Phật xuất hiện ra đời như dần mây lớn, thấm nhuần tất cả chúng sinh. Chúng sinh đắc được nước pháp đượm nhuần thì sẽ không khô khan. Pháp vũ hay khiến cho chúng sinh hưởng được sự vui thế gian và xuất thế gian. Kinh văn: Hết thảy chúng trời người, một lòng khéo lóng nghe, đều nên đến chỗ này, hầu đứng vô thượng tôn. Ta là bậc Thế Tôn, chẳng có ai bằng được. Vì an ổn chúng sinh nên xuất hiện ra đời. Vì các đại chúng nói pháp cam lồ trong sạch, pháp đó thuần một vị, vì giải thoát niết bàn. Dùng một tiếng diệu âm diễn xướng nghĩa nhiệm màu, thường vì pháp đại thừa mà kết làm nhân duyên. Giảng giải: Trời người đều nên đến đây, một lòng khéo nghe Phật pháp, lễ bái cung kính Phật. Ta là bậc tôn kính trong thế gian và xuất thế gian, cho nên chẳng có ai sánh bằng. Có bài kệ lễ Phật rằng: Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô tỷ, thế gian sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả. Nghĩa là: Chư thiên loài người chẳng ai bằng Phật, mười phương thế giới cũng chẳng sánh bằng. Hết thảy thế gian ta thấy hết, tất cả chẳng có ai như Phật. Phật vì an ổn chúng sinh mà xuất hiện ra đời. Vì đại chúng nói pháp cam lồ thanh tịnh, pháp này là một thừa pháp. Dùng một tiếng diệu âm diễn xướng nghĩa pháp đại thừa, dùng đủ thứ nhân duyên để nói nghĩa Phật pháp này. Kinh văn: Ta xem tất cả chúng
hết thảy đều bình đẳng, chẳng phân biệt đó đây, cùng với tâm thương ghét. Giảng giải: ta xem tất cả thảy đều bình đẳng, đủ thấy Phật rất từ bi. Phật chẳng nói ta chí cao vô thượng, chúa tể sáng tạo vạn vật. Phật chỉ nói Ngài chuyển hóa vạn vật, khiến cho chúng sinh bỏ tà về chánh, bỏ tối về sáng. Phật chẳng nói ta là chánh, các vị đều là tà, các vị là do ta một tay sáng tạo. Nếu tất cả là do chúa tể nào đó sáng tạo, thì sao lại cứ tạo những điều xấu? Nói thẳng ra là chẳng có tơ hào năng lực thuyết phục, hóa được người. Cho nên Đức Phật chẳng nói Ngài tạo tất cả, mà là cứu độ tất cả. Ai chẳng minh bạch Phật Pháp thì khiến cho họ minh bạch Phật Pháp. Ai chẳng giác ngộ thì khiến cho họ giác ngộ. Tuy Phật độ chúng sinh, song chẳng có một chúng sinh có thể độ. Đó mới là chân chánh bình đẳng. Chẳng phân biệt đó đây, vì có đó thì có đây, có thương có ghét, khởi tâm niệm vui mừng, khởi sân hận chẳng vui. Song nếu chẳng vui cũng chẳng giận tất cả. Chẳng có đó đây thì chẳng có thương ghét. Nếu Thượng Đế Ngài một mình làm được, còn ta không thể, thì học Ngài để làm gì? Kinh văn: ta chẳng có tham trước, cũng chẳng có hạn ngại, luôn luôn vì tất cả bình đẳng mà nói Pháp, dù chỉ vì một người. Trong chúng đông cũng thế, thường diễn nói các Pháp, từng không diệt gì khác. Giảng giải: Phật nói ta chẳng có tham trước, tức chẳng có tâm thương ghét. Vì có thương thì có chấp, không thương thì ghét. Chẳng có tham trước thì cũng chẳng có chướng ngại. Phật luôn luôn vì tất cả chúng sinh bình đẳng nói Pháp, cũng giống như nói với một người. Cho nên các bạn luyện tập thuyết Pháp, đừng nói Ngài thuyết Pháp thì có nhiều người đến nghe, còn tôi thuyết Pháp thì chẳng có ai đến nghe. Đó là chướng ngại. Luôn luôn vì tất cả, một là tất cả, một người tức là nhiều người, nhiều người tức là nhiều người. Bình đẳng mà nói Pháp, nhiều chẳng biết nhiều, ít chẳng biết ít, không nhiều không ít, không xa không gần. Giống như tôi tại Hương Cảng thuyết Pháp, cũng là vì nước Mỹ thuyết Pháp. Tại nước Mỹ thuyết Pháp, cũng là vì Hương Cảng thuyết Pháp. Đó là không gần không xa. Đây là chân lý thật, chẳng có cười đùa, cũng chẳng có không cười đùa. Đối với nhiều người cũng nói như thế, trừ khi hết hơi tôi mới không nói, bằng không còn sống thì còn diễn thuyết Pháp. Từng không việc gì khác, thấm nhuần Phật Pháp rồi thì phải thuyết Pháp. Như các vị thọ tỳ kheo, tỳ kheo ni phải cung hành thực tiễn, làm mô phạm cho tốt. Khi mọi người nhìn vào thì thấy, ồ, làm tỳ kheo, tỳ kheo ni vốn là tốt như thế, khoái lạc như thế. Đói chết cũng chẳng sợ, suốt ngày đến tối đều chẳng nóng giận, thường sinh tâm vui vẻ, trì giới tinh nghiêm. Do đó, xuất gia ở đây, xuất gia ở kia, mà vô lượng vô biên người đều đến đây xuất gia. Song nếu bạn suốt ngày đến tối ngủ nghỉ ly bì, ăn ngon mặc đẹp, thì Phật giáo ở nước Mỹ chẳng có ai tin. Cho nên Phật giáo ở nước Mỹ mới bắt đầu, các bạn là người tiên phong, nên dũng mãnh tinh tấn vô úy khai thác. Tại nước Mỹ, đây là lần đầu tiên tiếp thọ Phật Pháp Đại Thừa. Nếu họ hỏi các bạn, thầy cô các bạn là ai, thì bạn nói là Phật Thích Ca Mâu Ni. Đừng nói riêng một vị thầy nào khác. Người khác hỏi bạn học Phật với ai, thì bạn cũng nói học Phật với Ba La Đề Mộc Xoa. Bạn nói lấy Ba La Đề Mộc Xoa làm thầy, đây chẳng phải là nói dối. Vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng nói hãy lấy giới làm thầy. Kinh văn: ngồi đứng hoặc đến đi, thảy đều chẳng mỏi nhàm, đầy đủ cho thế gian, như mưa thấm nhuần khắp.
giảng giải. Ngồi đứng hoặc đến đi, Phật đi đứng nằm ngồi, bốn oai nghi đều nói pháp, chưa từng phóng dật. Ngài ngồi cũng nói pháp, đứng cũng nói pháp, cho đến ngủ cũng độ hóa chúng sinh, giáo hóa chúng sinh ngủ mộng. Đầy đủ cho thế gian, như mưa thấm nhuần khắp. Tại sao phải nói pháp? Vì chúng sinh đang sắp chết khô. Trước khi họ chưa chết, thì ban cho họ mưa pháp khiến cho họ sống lại. Kinh văn: kẻ sang hèn trên dưới, người trì giới phạm giới, oai nghi đều đầy đủ, và chẳng được đầy đủ, kẻ chánh kiến tà kiến. Giảng giải: kẻ sang hèn trên dưới, chỉ người bậc trên là hạng sang làm quan chức, bậc dưới là thường dân. Trì giới hoặc phạm giới là chỉ người xuất gia. Oai nghi có 3.000, có uy đáng sợ, có nghi đáng kính. Đi đứng nằm ngồi, bốn đại oai nghi đều giữ được viên mãn. Song nếu chẳng giữ giới thì chẳng có bốn đại oai nghi. Chánh kiến và tà kiến: nói lời chẳng chánh đáng là tà kiến. Chánh kiến là chẳng hợp lễ giáo thì đừng xem, phi lễ vật thị. Chẳng hợp lễ giáo thì đừng nói, phi lễ vật ngôn. Nếu như chẳng hợp với lễ giáo mà đi xem, đi nghe là tà kiến. Kinh văn: lời căn hoặc độn căn, thảy đều mưa pháp vũ, mà chẳng biết mệt mỏi. Hết thảy các chúng sinh, ai nghe pháp của ta, tùy sức mà lãnh thọ. Trụ ở nơi các địa, hoặc ở trong trời người. Giảng giải: lời căn là người thông minh, nghe pháp thì sẽ khai ngộ. Độn căn là kẻ ngu si, nghe rất nhiều về Phật pháp nhưng vẫn chẳng biết Phật pháp là gì. Họ chẳng giữ giới, chẳng nhẫn nhục, chẳng tinh tấn, cũng chẳng thiền định, chẳng lãnh thọ được Phật pháp. Còn Phật thì chẳng có tơ hào phân biệt. Phật chỉ mưa pháp vũ xuống khắp để đượm nhuần chúng sinh. Phật nói pháp chẳng tiếc thân mạng, cũng chẳng mệt mỏi. Tất cả chúng sinh phi tìm động thực, thai noãn thấp hóa, tùy theo thân của họ mà tiếp thọ lợi ích. Hoặc ở trong trời người, hoặc trụ ở nhân gian, hoặc trên trời. Kinh văn: làm chuyển luân thánh dương và các vua thích phạm, đó là cỏ thuốc nhỏ, biết được pháp vô lậu sẽ chứng được niết bàn, khởi sáu phép thần thông và đắc được ba minh. Giảng giải: làm chuyển luân thánh dương có kim, đồng, thiết, ngân, bốn vua chuyển luân. Kim luân dương cai trị bốn thiên hạ: đông thắng thần châu, nam thiệm bộ châu, tây ngư hóa châu và bắc câu lưu châu. Kim luân dương có 7 báo, toại tâm như ý, biến hóa vô cùng. Các nước của kim luân dương cai trị, nhân dân đều giữ 5 giới và làm 10 điều lành. Ngân luân dương cai trị 3 thiên hạ, tức là đông thắng thần châu, nam thiệm bộ châu và tây ngư hóa châu. Đồng luân dương quản lý đông nam 2 thiên hạ. Thiết luân dương quản lý 1 thiên hạ. Hiện tại chúng ta là nam thiệm bộ châu. Nếu tất cả các nước hợp lại với nhau chọn ra 1 vị lãnh tụ, có thể nói là thiết luân dương. Nếu như thiết luân dương có thể tu hành thì có thể thành Phật. Đức Phật lúc ban đầu nếu không tu hành thì sẽ thành kim luân dương. Chuyển luân thánh dương và các vua thích phạm: vua Đế Thích, vua Đại Phạm Thiên thuộc về cỏ thuốc nhỏ, có thể được pháp vô lậu và được niết bàn. Các ngài hay khởi 6 thứ thần thông. Ba minh là thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Kinh văn: ở riêng nơi núi rừng,
thường tu hành thiền định, chứng được quả duyên giác, là cỏ thuốc bực trung. Giảng giải: một mình ở trong thâm sơn cùng cốc tu hành, thường tu tập thiền định, đây là quả vị thanh văn duyên giác, là cỏ thuốc bực trung. Kinh văn: cầu pháp nơi Thế Tôn, ta sẽ được thành Phật. Tinh tấn tu thiền định là cỏ thuốc bậc thượng. Giảng giải: nếu có người đến chỗ Đức Thế Tôn cầu Phật pháp, biết mình nhất tâm tu hành thì tương lai sẽ thành Phật. Tinh tấn tu thiền định, đó là cỏ thuốc bậc thượng. Kinh văn: lại có các Phật tử chuyên tâm cầu Phật đạo, thường tu hạnh từ bi, biết mình sẽ thành Phật, quyết định chẳng còn nghi. Giảng giải: lại có các Phật tử chuyên tâm học Phật, thường tu hạnh từ bi, biết mình tương lai cũng sẽ thành Phật, chẳng có tơ hào hoài nghi. Đây là cây nhỏ, tức là thông giáo Bồ Tát. Kinh văn: an trụ sức thần thông, chuyển pháp luân bất thối, độ hóa vô lượng ức, trăm ngàn loài chúng sinh. Hạng Bồ Tát như thế, đó gọi là cây lớn. Giảng giải: an trụ sức đại thần thông, chuyển pháp luân bất thối, giảng kinh thuyết pháp, lời khắp trời người, vĩnh viễn chẳng thối tâm. Giáo hóa vô lượng ức chúng sinh, chẳng sợ hạnh khổ gian nan. Đây là Đại Bồ Tát dụ cho cây lớn. Kinh văn: Phật bình đẳng nói pháp, như nước mưa một vị, tùy căn tánh chúng sinh, tiếp thọ đều khác nhau. Như các cỏ cây kia, được đượm nhuần khác nhau. Phật dùng ví dụ này, phương tiện mà khai thị đủ thứ những lời lẽ, để diện nói một pháp. Nơi trí huệ của Phật, như giọt nước trong biển, ta rưới mưa pháp vũ, đầy khắp trong thế gian. Nói pháp thuần một vị, tùy sức mà tu hành. Như lùm rừng cây kia, cỏ thuốc các cây cối, tùy theo thân lớn nhỏ, dần dần lớn sum suê. Giảng giải: pháp của Phật nói là bình đẳng, như một dần mây mưa xuống thuần một vị. Song tùy theo căn cơ của chúng sinh khác nhau, như cỏ thuốc nhỏ, lùm rừng, cây lớn và cây nhỏ đều đắc được lợi ích. Cho nên Phật dùng pháp phương tiện để khai thị, dùng đủ thứ lời lẽ nói diệu pháp nhất thừa. Nơi trí huệ của Phật, đây chỉ là một giọt nước trong biển mà thôi. Trí huệ của Phật vô lượng vô biên, pháp được nói ra cũng giống như một giọt trong biển cả. Mà nước thì vô lượng vô biên, cho nên nói pháp vũ của Phật nói đầy khắp chúng sinh thế gian. Diệu pháp nhất thừa tùy theo sức tu hành của chúng sinh, cũng giống như cỏ thuốc các cây cối lùm rừng, tùy theo thân lớn nhỏ và hấp thụ lượng nước mà lớn lên sum suê tươi tốt. Kinh văn: pháp của các đức Phật thường chỉ thuần một vị, khiến cho các thế gian thảy đều được đầy đủ. Thứ tự mà tu hành đều đắc được đạo quả. Hàng thanh văn duyên giác thường ở nơi núi rừng, trụ thân cuối cùng này, nghe pháp được chứng quả. Đó gọi là cỏ thuốc, thảy đều được lớn lên. Nếu các bậc Bồ Tát trí huệ rất kiên cố, thấu suốt được ba cõi, cầu chứng tối thượng thừa, đó gọi là cây nhỏ, mà được tăng trưởng lên, lại có vị trụ thiền, đắc được sức thần thông,
nghe các pháp không tướng, trong tâm rất vui mừng, phóng vô số quang minh, độ tất cả chúng sinh. Đó gọi là cây lớn mà được tăng trưởng lên. Giảng giải: diệu pháp của chư Phật thường chỉ thuần một vị, khiến cho các thế gian cũng đắc được đầy đủ, từng chút, dần dần tu hành đều sẽ thành đạo chứng quả. Còn có hàng thanh văn duyên giác, chứng tứ quả A-la-hán ở trong núi rừng, chẳng thọ sinh tử, tức là thân cuối cùng, các ngài nghe pháp mà chứng quả. Dụ cho cỏ thuốc được lượng nước mưa mà sinh trưởng lớn lên, các vị Bồ Tát trí huệ kiên cố, thấu suốt ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, cầu chứng tối thượng thừa, dụ cho cây nhỏ cũng đắc được lượng nước mà lớn lên. Còn có những vị trụ ở trong thiền định, có sức thần thông, khi nghe được các pháp không tướng thì trong tâm rất vui mừng, phóng vô số quang minh cứu độ tất cả chúng sinh, dụ cho cây lớn cũng hấp thụ được lượng nước mưa mà lớn lên. Kinh văn: như thế này Ca Diếp, pháp của Phật nói ra ví như vừng mây lớn, dùng nước mưa một vị, đượm nhuần nơi hoa người, thảy đều được thành Phật. Ca Diếp ông nên biết, dùng các thứ nhân duyên và đủ thứ ví dụ để mở bày Phật đạo là phương tiện của ta, các đức Phật cũng thế. Nay ta vì các ông nói pháp chân thật nhất, các chúng hàng thanh văn đều chưa thật diệt độ, sở hành của các ông đều là Bồ Tát đạo, nếu từ từ tu học tất sẽ được thành Phật. Giảng giải: Ca Diếp, pháp của Phật nói giống như vừng mây lớn, dùng một thừa mưa pháp đượm nhuần nơi hoa người, tất cả mọi người thảy đều sẽ thành Phật. Ca Diếp, ông nên biết, dùng tất cả nhân duyên và đủ thứ ví dụ để mở bày con đường cho chúng sinh thành Phật là phương tiện của ta, mười phương chư Phật cũng như thế. Hiện tại ta vì các ông nói pháp chân thật nhất, hàng nhị thừa chưa được pháp chân chính, chỉ chứng được hữu dư niết bàn, chẳng phải là vô dư niết bàn, chưa thực sự diệt độ. Song các ông thực hành đều là Bồ Tát đạo, nếu hàng ngày từ từ tu hành thì tương lai chắc chắn sẽ thành Phật. Đây là Phật vì ngài Ca Diếp và các đệ tử lớn đưa ra ví dụ tam thảo nhị mộc, tán dương pháp đại thừa như vừng mây lớn mưa xuống, thảy đều bình đẳng, đượm nhuần các loài chúng sinh, tùy theo căn tính khác nhau, khiến cho họ đều được lợi ích đượm nhuần tăng trưởng.